Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 27 tháng 9 năm 2021 về việc cập nhật Liên Quân Mobile. Nữ tướng mới Aya âm thanh diệu kỳ, ngày 27 tháng 9, bản cập nhật lớn nhất trong năm của Liên Quân Mobile đã chính thức phát hành. Trong đó có bổ sung tướng mới Aya, giọng ca nổi tiếng Aetherner chính thức ra mắt. Giống như tiếng chuông báo thức mỗi sáng, bạn biết cô ấy luôn ở phía sau nâng đỡ bạn nếu bạn định trượt ngã, Liên Quân Mobile mô tả tướng mới Aya. Nội tại khi máu Aya tụt xuống dưới 40%, cô sẽ hóa thành một con thú nhỏ trong 3 giây. Không thể bị chọn làm mục tiêu và không thể tấn công kẻ địch. Chiêu 1, Aya bắn ra một luồng sóng âm thanh với kích thước to dần theo khoảng cách bay, gây sát thương phép làm chậm và hiện hình kẻ địch. Chiêu 2, Aya nhảy lên đầu đồng đội, tạo cho họ một cái khiên. Trong quá trình ngồi trên đầu trên cổ người ta, Aya vô địch. Dùng chiêu một lần nữa sẽ cho đồng đội một lượng khiên. Chiêu cuối, sau một khoảng thời gian niệm chú, Aya hóa thú tất cả kẻ địch xung quanh trong trạng thái ngồi lên đầu người khác. Aya tạo ra một vùng sát thương liên tục xung quanh đồng minh trong 5 giây. Tướng địch đứng trong phạm vi này 2 giây sẽ bị hóa thú. Còn đồng minh thì nhận hàng tấn tốc chạy, hóa thú, giảm 30% tốc chạy, không thể đánh thường hay sử dụng phép bổ trợ. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.